Người phụ nữ 39 tuổi lấy con trai của bạn thân kém 15 tuổi. Nani? Thế là lúc cãi mẹ chồng kiểu, tao điên với mẹ lắm rồi. Mày kiếm thằng chồng đẹp trai rồi đẻ con cho đẹp, tao đợi nha. Hả? Không biết chồng mình đã ra đời chưa để còn làm thân với mẹ chồng trước. Đang mày tao quen rồi, chắc lấy sang về cũng mày tao với mẹ chồng nhỉ. Vậy là chồng mình năm nay mới thi vào lớp 10 thôi. Đêm tân hôn hai vợ chồng ôn nghèo kể khổ, lúc chồng mới đẻ, vợ ngày nào cũng sang rửa nít rửa chim cho chồng. Không biết chồng mình đã cai sữa chưa ta? Mình mới hai con thôi, đẻ thêm đứa nữa cho thành ba và chờ chồng hai xuất hiện. À đâu? Em gì ơi? Dạ. Mấy đứa con anh nhìn em bảo, em xinh quá, nó muốn em làm mẹ nó đó, có được không? Ôi trời, rồi con anh đâu? Nếu em đồng ý, thì anh sẽ sắp xếp để 9 tháng 10 ngày nữa, mẹ con em được gặp nhau nhé. Lâu vậy anh, 6 tháng được không? What the hell? Con có 6 tháng mà khỏe mạnh như đủ tháng. Chán quá không có gì vui nên tôi nhắn, anh có làm gì giấu em không, xong im lặng đi ăn thấy ngon hẳn. Ở một diễn biến khác, sao anh chả bao giờ tạo bất ngờ gì cho em vậy? À, em thích bất ngờ hả? Đúng rồi. Thế anh cho em đọc tin nhắn của anh với mấy em khác từ trước tới giờ nhé. Nani? Xong đến lúc nó trả lời, anh xin lỗi em, đừng hiểu lầm, anh với cô ấy mới chỉ ngủ với nhau có một lần thôi thì ăn còn ngon nữa. What? Nó mà kêu, anh xin lỗi, anh không định giấu em về căn bệnh lậu thì chắc là ăn ngon lắm. Sau đó nó nói, em đã biết thì anh cũng không giấu nữa, từ đó khỏi ăn. Anh xin lỗi cái thì lúc đấy ăn bằng lỗ đít. Nếu là tao thì lại quá đơn giản, em biết hết rồi à, anh xin lỗi, hoặc anh có, em biết rồi à, xong nhất quyết không nói gì nữa. Xong nó hỏi em biết hết rồi à, thế là chết nghẹn, ăn đéo nổi nữa. Quá chuẩn luôn. Ăn về nó nói, hóa ra em biết hết rồi à, chắc nôn ra lẩu luôn. Người tàn ác thường sống thảnh thơi. Nó lại bảo, em biết rồi à, anh xin lỗi, thì chắc có còn ngon. Nhắn trả lời, nốt, xong quay qua ôm con ghệ hun tiếp. Đang ăn thì nhận được tin nó nhắn lại, thật ra anh hôm trước đi với gái, giờ dính si đa rồi, thì tao đố mày ăn ngon được. Trả lời là, anh có xong tắt máy đi đá bóng uống bia, chưa biết ai điên hơn ai đâu. Bình yên không thích, thích bình bịch sao? Wow. Ngày trôi qua bình yên quá không chịu được, phải sóng gió mới chịu cơ. Hiểu kiểu gì? Mồm bảo ngon mà trong lòng nhấp nhổm, bốc phét ít thôi. Tỷ phú Hoàng Kiều vỡ nợ ở tuổi U80. Đại gia Hoàng Kiều từng nằm trong danh sách top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới. Tuy nhiên gần đây, đại gia này xác nhận mình nợ như chú trộm. Từ một tỷ phú đứng thứ 148 với tài sản 3,8 tỷ đô la, bây giờ nợ 3 tỷ đô la và không còn là tỷ phú nữa. Tỷ phú nào cứ cặp với Ngọc Trinh là xui là vỡ nợ. What the hell? Thì ra Ngọc Trinh cũng lấy lỗ làm lời. Cặp đúng thợ mỏ chuyên nghiệp thì trả vỡ nợ. Quá chuẩn luôn. Thế bây giờ lại nghèo hơn tao rồi, tao nợ có hơn tỷ thôi.
Người ta vẫn là tỷ phú nhưng là tỷ phú vỡ nợ. À thế à? Tôi dặn thằng em ăn một nửa, chừa tôi một nửa. Và đây là cách nó chừa, cũng là ăn một nửa nhưng nó lạ lắm. Sai công thức nhưng đúng kết quả. Gọi nó về tống hết vào mồm nó kia. Mày làm em tao hơi lâu rồi đấy. Này, bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhá. Long 2K1 đi biển cùng nhóm bạn, ngẫu hứng thấy vui quá liền mở ốp lưng điện thoại rồi lấy tấm ảnh của người yêu cũ ra vò nát xong quăng xuống biển. Tối đó cả nhóm ăn nhậu, lúc say Long đã khóc như một đứa trẻ, đòi hút cạn biển để tìm tấm ảnh của người yêu cũ chứ nhớ lắm rồi không chịu nổi nữa. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thuyền ra đến biển còn chìm, nhớ em rồi anh biết tìm làm sao. Mất mặt người tên Long không, ít ra phải photo ra nhiều bản xong cất bản gốc trong két sắt chứ. Sáu hộ gia đình chung cổng, mỗi hộ có một ổ khóa khác nhau nhưng đều có thể mở được cổng mà không cần phải mở hết tất cả 6 ổ khóa cùng một lúc. Ôi giời ơi! Đừng quên 8 giờ sáng mai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân tại World Cup nữ 2023, gặp đương kim vô địch thế giới, đội tuyển Mỹ. Xin mời anh em dự đoán tỷ số trận đấu. Phút 90, cầu thủ Mỹ ghi bàn rất đẹp mắt khép lại trận đấu, tỷ số là 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Vừa tạo nick đánh trận đầu gặp ngay top 1 server. Anh em nên nhớ Mỹ chưa bao giờ thắng Việt Nam vì chưa từng gặp nhau. Ma cũng từng là con người mà, tại sao chúng ta phải sợ? Bậy phân cũng từng là thức ăn, tại sao bạn không ăn đi? Quá chuẩn luôn! Ở một diễn biến khác, người còn sống đốt xuống toàn quần áo đủ màu sắc, mà sao người âm họ mặc toàn đồ trắng vậy? À đầu! Nhưng mà vẫn sợ! Nhưng mà nó có phép thuật, nó có thể chui vào phòng chúng ta vào buổi đêm. Thật ra chúng ta không sợ ma, chúng ta sợ những điều đã từng. Sao mày dám khẳng định đó là ma người? Nhỡ đâu là ma chó thì sao? Chó sống đã sợ rồi, chó chặt càng sợ hơn. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.